Triển lãm Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và hội chợ Việt Bắc 2019 đang được Bộ Quốc phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bộ Công Thương tổ chức tại thành phố Thái Nguyên. Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Đại tướng Đỗ Bá Tị và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến tham quan nội dung trưng bày của các cơ quan đơn vị tham gia triển lãm. Tại triển lãm Thành tựu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều trang bị khí tài mới và hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam được trưng bày như xe tăng T-90S SK, xe chiến đấu bộ binh BMP-2, tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-234, tổ hợp phòng không S-1252TM, đài radar cảnh giới RV-02, máy bay không người lái cùng nhiều trang bị khí tài hiện đại khác. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán khẳng định xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. Theo Phó Thủ tướng, những chiến công vang dội trong các cuộc kháng chiến cứu nước đã làm rạng danh thêm lịch sử chống ngoại xâm của cả dân tộc. Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Đại tướng Đỗ Bá Tị làm trưởng đoàn cũng đã đến tham quan các cơ quan đơn vị tham gia triển lãm. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị khẳng định, Quân đội Việt Nam là đội quân chiến đấu, lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là đội quân công tác, góp phần quan trọng tạo lập và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là đội quân lao động sản xuất trên tinh thần tự lực, tự cường, chăm lo sản xuất, xây dựng kinh tế, cùng với toàn thể nhân dân xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, vững mạnh. Tham quan khu trưng bày tại triển lãm, Tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang khẳng định, với bề dày lịch sử và truyền thống vẻ vang, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất tốt đẹp, bộ đội Cụ Hồ không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, thật sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, một nền quốc phòng vì hòa bình và phát triển.